Thúy Ngân tự tin diện đồ cắt xẻ khoe vòng hai con kiến dù bị chia gầy. Được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt, Thúy Ngân ngày càng được đánh giá cao về sắc vóc khi được fan ưu ái phong hiệu đại mỹ nhân. Dù vậy nhưng thời gian gần đây, người đẹp liên tục bị chê thân hình mỏng manh quá mức khiến ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Trong hình ảnh mới nhất, cô lại xuất hiện với vòng hai nhỏ quá mức làm người hâm mộ xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên cây táo nở hoa đã đăng tải khoảnh khắc tự tin xuống phố với trang phục cực kỳ cá tính và năng động. Tưởng chừng chẳng có gì để nói ngoài lời khen nhan sắc thăng hạng, tuy nhiên khi nhìn kỹ, fan lại phát hiện ra vòng hai bé tí hon của Thúy Ngân trong khung hình. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng một thân hình gợi cảm nhưng người đẹp lại giảm cân quá đà, làm cho hình thể mình hạc xương mai. Thời gian gần đây, cô liên tục đối mặt với nhiều bình luận chê bai vì có phần gầy gò. Tuy nhiên thì dường như người đẹp vẫn chưa thể lên cân vì lịch trình làm việc dày đặc. Bén duyên với nghệ thuật nhiều năm, mỹ nhân sinh năm 1991 được công nhận về khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc. Cô luyện tập không ngừng để có được vóc dáng như mong muốn. Bẵng đi một thời gian, trong những khung hình khoe sắc, Thúy Ngân đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp tươi tắn, đầy rạng rỡ cùng thân hình quyến rũ lụi tim. Phù phép không nhỏ trong việc mang đến diện mạo đại mỹ nhân cho nữ diễn viên chính là phong cách thời trang lên tay thấy rõ. Thay vì diện những thiết kế bồng bềnh, nuốt dáng thì Thúy Ngân đã biết lựa chọn những mẫu trang phục ngắn, tôn vòng hai và đôi chân dài miên man. Có thể thấy để có được hình ảnh sành điệu như hôm nay là cả quá trình lột xác và cố gắng không ngừng của người đẹp. Dù bị chê bai là quá gầy nhưng công chúng vẫn dành lời khen ngợi cho Thúy Ngân khi cô luôn thể hiện sự tự tin và duyên dáng. Hơn thế nữa, với độ phủ sóng ngày càng rộng đã giúp cho người đẹp thu về lượng fan ấn tượng.